Chào mừng quý vị, cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Một chuyện tình đẹp mà có thể nói rằng là không phải lúc nào trâu già ham gặm cỏ non thì cái kết nó cũng bi kịch đâu quý vị. Mà cuộc đời mà đâu có gì tuyệt đối là bi kịch. Thỉnh thoảng đâu đó vẫn có những câu chuyện hy hữu, những cái mối tình nó có thể gọi rằng là kết thúc có hậu. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay á nó kết thúc thì nó cũng không hẳn là có hậu đâu quý vị. Nhưng mà sơ sơ thì trâu già khoái gặm có non. Già cỏ non thì cũng thích được trâu trâu già gặm không? Thì câu chuyện này như thế nào sau đây nêu 10 xin được phép kể cho quý vị cô chú anh chị mình nghe và nếu quý vị cô chú anh chị mình thấy hay thì có thể là nhấn like, share và và comment chia sẻ bên dưới với nêu 10 những cái ý kiến đóng góp cũng như là những cái lời khen, những cái phần thưởng như là donate bên dưới để cho nêu 10 khích lệ tinh thần trong thời gian tới. Nêu 10 sẽ sản xuất ra những cái video mà nó ý nghĩa hơn mang đến những cái giá trị tinh thần hơn cho quý vị trong thời gian sắp tới thì câu chuyện này như thế nào sau đây mọi mời xin được kể cho quý vị cô chú anh chị mình nghe cái chị này là nhân vật chính trong câu chuyện chị này chỉ tên xuân và chỉ có một cái quá khứ ngày trước là chỉ là sống ở bên mỹ thì tại sao nói là quá khứ ngày trước thì thưa quý vị là bây giờ thì chị xuân chỉ đã lớn rồi nhưng mà quá khứ ngày xưa đó là chỉ hồi cái tuổi trẻ đó là ba má của chị gia đình là có một mình chỉ thôi à gia tài có một đứa con duy nhất một đứa con gái duy nhất là chị xuân này thì ba má rất là thương và dồn hết tâm huyết vô cái đứa con gái này sau đó thì ba của chị là cái người gần gũi với chị nhất tuổi thơ của chị là lúc nào cũng gắn bó với ba tâm sự với ba thường nó ngộ vậy đó con gái thì sẽ kháng khích với ba nhiều hơn là con gái kháng khích với mẹ đa phần là như vậy nha và thấm thoát sau đó thì cái chị xuân này được gia đình là cho chị đi qua bên mỹ du học thì cái tuổi trẻ qua bên đó du học quý vị chỉ cũng có cặp bồ cặp bịch ở bên Mỹ rất là nhiều Và sau đó chỉ có một cái mối tình sâu đậm ở bên Mỹ với một người đàn ông tên là Trung Thì khi mà chị Xuân đến với cái anh Trung này á là yêu nhau ở bên Mỹ cho đến khi mà hai người cùng tốt nghiệp bên đó xong thì quay về Việt Nam Thì cái anh Trung này là dân Sài Gòn, gốc Sài Gòn luôn Còn chị Xuân là quê gốc miền Tây thì khi mà về bên Việt Nam á, hai người cũng xin công việc làm. Chị Xuân cũng lên Sài Gòn đi làm nữa. Và anh Trung này chưa bao giờ nhắc về cái vấn đề là muốn dẫn chị Xuân về bên nhà ra mắt ba má của ảnh. Thì con gái mà chị Xuân cũng không có thể nào mà đặt cái vấn đề là muốn lấy chồng này kia, không thể nào chủ động được quý vị. Cho nên là chị Xuân cũng im im như vậy. Thì cho tới một cái ngày đó thì má của chị ở dưới quê á điện lên mới nói với chị Xuân á là ba của con dạo này sức khỏe đi xuống quá mà lâu lắm rồi ba con không có đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ hôm ấy á là má với ba má kêu ba con á bắt xe đò đi lên sài gòn rồi có gì con ra ngoài bến xe đó con đón ba con rồi đưa ba con đi khám tổng quát để ổng kiểm tra coi ổng có bị gì không lâu lắm rồi mấy năm rồi ổng không đi khám tổng quát thì khi mà chị xuân nghe như vậy quý vị thì có hiếu mà thương ba kháng khích với ba mà nên nghe má báo tin là sức khỏe ba đi xuống thì chỉ lật đật á là kêu hối thúc ba chỉ phải đi phải đi lên sài gòn để mà đi khám bệnh chị sẽ dẫn ba chỉ đi khám thì người làm cha làm mẹ lúc nào cũng vậy sợ tốn tiền con cái sợ cực cho con gái sợ là con mình nó đi làm rồi nó còn phải sắp xếp công việc của nó để nó dẫn bị mình đi khám bệnh như vậy ảnh hưởng công việc của con mình thì làm cha làm mẹ lúc nào cũng không muốn phiền hà con cái gì nhưng mà chị xuân chỉ cực kỳ có hiếu chỉ biết cái điều đó cho nên là chỉ có điện về dưới quê hối thúc ba là phải lên phải lên ngày mai ngày mốt là cho ba trong hai ngày ba sắp xếp ba lên để con dẫn ba đi khám thì sau đó thì cái ba ba của chị xuân lên sài gòn thì chị, chị xuân mới dẫn đi khám cái gì thì cái ngày hôm đó chị xuân á dẫn ba chỉ đi khám là trước ngày hôm đó là chị đã nói với anh trung bồ chỉ rồi chị đã nói là ba của chị bị bệnh ít bữa nữa ba chỉ lên chị dẫn ba chỉ đi khám vậy 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 chị cũng có tâm sự với ảnh thì anh trung này ảnh cũng hỏi là ba em bị bệnh gì nhưng mà chị nói là cũng chưa biết bây giờ phải đi khám còn sao vậy á quý vị vậy mà ảnh cũng không nói một tiếng nào chị xuân á là em đi khám đi nếu mà có tình hình nhờ như thế nào thì em báo cho anh hay hay gì không hề luôn thì chị Xuân chị cũng có hơi buồn trong lòng quý vị Và chị để ở đó và bắt đầu cái ngày ba chỉ lên chị dẫn đi khám Thì khi mà dẫn ba đi khám bác sĩ tổng quát Thì bác sĩ báo cho ba chị là thấy có dấu hiệu là khám tổng quát và siêu âm chẩn đoán thì lúc này bác sĩ mới tầm soát hỏi ra là dạo gần đây sức khỏe của ông có những cái diễn biến gì bất thường hay không Thì chị Xuân đứng đó mới nghe ba mình khai với bác sĩ nói là dạo này ăn uống nó lình xình không tiêu rồi nói chung á là đi đi đại tiện nó cũng không có được tiện nữa nói chung là đi đại tiện mà nó không tiện rồi là làm sao mà khỏe được quý vị cho nên là khi mà chị nghe vậy chị mới nói với ba chị có bác sĩ đó luôn chị mới nói vậy vậy bây giờ bác sĩ có thể viết giấy cho ba của em á đi siêu âm đi siêu âm với lại là đi nội soi dạ dày kiểm tra được không thì bác sĩ người ta nghe vậy người ta mới ấn ấn vô cái bụng của ba chỉ và người ta hỏi là ông có thấy nó lình xình không tiêu ở đây không? Ở đây không? Thì bác sĩ người ta tầm soát người ta kiểm tra vậy Thì yêu cầu là phải đi nội soi dạ dày dạ của vị. Thì sau khi mà kiểm tra chẩn đoán thì bác sĩ phát hiện ra ba chỉ bị ung thư dạ dày. Lúc này á khi, khi báo về gia đình của vị bắt đầu là ba của chị bị suy sụp tinh thần ngay từ thời điểm nghe bác sĩ báo hai chữ ung thư. Thì cái ngày hôm đó chị Xuân chỉ suy sụp luôn và chỉ không có tâm trạng để đi làm điện vô trong công ty xin nhân sự cho nghỉ hai ngày để dẫn ba về quê trấn an tinh thần của ba thì ở bên công ty người ta cũng du di quý vị người ta cũng thông cảm cho cái trường hợp đó thì ở bên việt nam công ty nó du di chứ bên mỹ thì không có cái trụ vụ mà di du du di nha quý vị nha thì coi như là sau đó thì chị xuân mới dẫn ba về hai cha con đi xe đò trên xe đò chị chị xuân cứ mới cầm điện thoại lên cứ nghía hoài coi điện thoại á coi thử là cái anh trung bồ mình ảnh có nhắn một tiếng nào anh hỏi là em với ba khám bệnh sao rồi ba em sao không hề luôn thì chị xuân chỉ ngồi trên xe mà nước mắt chỉ chảy lòng ròng vừa một phần á là nhìn qua thấy ba mình á xanh sao tiều tụy rồi ba mình bị vậy cái thứ hai là nhìn thấy cái ông bồ mình á có cũng như không có không là chỉ cảm thấy rất là đau lòng ngồi trên chuyến xe từ đường dài từ sài gòn về lại miền tây chỉ nước mắt rớt lợp đợp quý vị và giấu ba mình không cho ba mình thấy mình chảy nước mắt sau đó về tới dưới quê rồi thì má chỉ nghe xong tin má chị cũng khóc lên bờ xuống ruộng. Lúc này thì cả nhà đó chỉ với mẹ chỉ đều trấn an tinh thần ba mình. Sau đó vậy thì coi như đêm hôm đó anh Trung mới gọi điện với chị hỏi thăm. Là lúc đó là đêm rồi mới gọi điện hỏi thăm. Thì chị Xuân chỉ mới giận quá chị mới nói với ảnh là ba của tôi bị bệnh mà tới giờ anh mới hỏi thăm. À, tôi giận nói với anh là tôi dẫn ba đi khám bệnh từ lúc sáng mà cho tới bây giờ nhá như em tối luôn rồi anh mới điện lại anh hỏi thăm thì đôi bên cũng có giận với nhau và anh Trung này lúc này cũng nghe chị Xuân nói là ba chị Xuân bị ung thư dạ dày thì cái anh Trung này mới kêu á vậy thôi ai em coi á đông đúc tinh thần ba xong thì đưa ba lên Sài Gòn đi vô bệnh viện ung bú đi kiểm tra và bắt đầu á là điều trị cho ba thì lúc này anh Trung nói như vậy xong cái gì thì chị Xuân cứ nghĩ trong đầu nếu vậy thì lên Sài Gòn á chắc có ảnh phụ mình đúng không lo cho ba mình thì chị Xuân mới bắt đầu là sau khi mà về quê hai ngày trấn an tinh thần của ba xong chị mới nói với má chỉ thôi bây giờ gom mấy bộ đồ đi chỉ đưa ba chỉ ngược lên sài gòn đưa ba ngày mai á, đi vô ung bú khám rồi má ở dưới quê má cứ ở nhà đi có gì báo tin cho má hay má cứ ở nhà coi nhà đi con ở trên trển có gì á, anh trung bồ con ảnh chạy qua chạy lại biết đâu ảnh phụ con thì tới chừng lên trên đây quý vị đưa ba vô ung bú thì bác sĩ người ta yêu cầu là bây giờ phải nhập viện và điều trị mổ luôn thì mổ xong thì bác sĩ người ta còn yêu cầu là phải xạ trị đồ này kia luôn quý vị vô thuốc luôn thì chị Xuân á không có mở miệng nhờ cậy anh Trung Nhưng mà anh Trung anh cũng không mãi mai nói một tiếng nào là có cần anh giúp không Anh chạy qua phụ em không hề luôn quý vị Thì chị Xuân chỉ rất là tức Nhưng mà bây giờ cái chuyện của ba mình là chuyện cấp bách thôi Thì bây giờ tập trung lo cho ba Sau khi mà lo cho ba chỉ mổ và xạ trị đồ này kia đó Là chỉ với mẹ chỉ luân phiên lo cho ba Xong xuôi hết rồi á thì tới chừng á là ba chỉ được xạ trị xong á thì trong thời gian đó làm đợt xạ trị đầu là ba chỉ ở Sài Gòn với chị nhưng mà sau đó thì những lần sau ba chỉ được về quê rồi bắt đầu là tới kỳ thì ba chỉ lên Sài Gòn chỉ dẫn cho ba chỉ đi xạ trị tiếp những đợt sau. Thì trong khoảng thời gian đó vậy vị hoàn toàn là anh Trung không có hề mãi mai có cái sự gọi là sốt vía hay là lo lắng gì cả. Thì lúc này là sau khi mà lo cho ba gần như là êm, êm xuôi rồi ba về lại quê rồi á. Chị Xuân mới bắt đầu quay qua cãi lộn với anh Trung và nói với ảnh một lời chia tay. Bởi vì người đàn ông như vậy không thể nào mình nương nhờ tấm thân được thì lúc mà chị xuân sau khi mà nói chia tay xong á chưa được bao lâu sau thì á bắt đầu là thấy trên trang cá nhân của cái anh trung này đăng hình ảnh với một cái con nhỏ bồ mới thì quá là đau khổ bẻ bàng trong lòng của vị chị xuân chỉ mới quyết định á chỉ sẽ không tới bất kỳ một người đàn ông nào khác bây giờ cuộc đời của chị chỉ chỉ làm kiếm tiền rồi chỉ nuôi ba chỉ mà thôi hồi xưa ba má chị thì trong nhà là ba chỉ là trụ cột gia đình lo hết tất cả bây giờ ba ngã bệnh rồi thì bây giờ chị đã đi làm chỉ quyết định là chị sẽ là trụ cột là chỗ dựa tinh thần cho má chỉ và ba chỉ luôn cho nên là chị không tính tới cái chuyện yêu đương ai hết quý vị lo đi làm kiếm tiền lo bệnh cho ba càng về sau thì ba chỉ giống như càng ngày sức khỏe và tinh thần càng xa xúc nên là ba chỉ riết rồi không có đi lại được Mà ông phải nằm một chỗ luôn Bởi vì là bây giờ ăn uống đối với ông Nó cũng rất là khó khăn Bác sĩ thì bây giờ gọi là thầy chạy Bác sĩ chê quý vị ơi Sau khi mà mặc dù là trải qua ca mổ và xạ trị Nhưng mà nói chung bác sĩ cũng nói Không thể nào mà sống lâu dài được à, Có thể là tùy theo vào Tinh thần và cái nghị lực của bệnh nhân nữa Nhưng mà do là ba của chị Suy sụp tinh thần nhanh quá Cho nên là bệnh nó cũng lao dốc luôn sau đó thì ba chỉ bị di căn cái này cái kia Thì gần như là giai đoạn lúc đó là thầy chạy bác sĩ chê Và ông được trả về nhà và chỉ có nằm một chỗ mà thôi Thì trong những cái lần chỉ về quê thăm ba đó Thì chỉ mới có một lần đó ba chỉ có nói chuyện vậy Nhà người ta có năm có 10 thì tốt Còn nhà của mình có một người thôi mà lại vô duyên à, Tới giờ con gái của ba đó Tại sao mà tới giờ vẫn chưa có chồng ba bây giờ nhắm mắt xuôi tay mà chưa có yên lòng thấy không thì ông cũng nói thiệt với chị xuân bà ba, ba chỉ vừa khóc vừa nói nắm tay con gái vừa nói vậy đó là bây giờ ông ở trên bờ vực thẳm nhưng mà chưa thấy con gái tìm được một người chồng chưa thấy mặt của được thằng rể nó như thế nào thì trong lòng của ông á chưa có dám nhắm mắt thì khi mà chị xuân nghe như vậy quý vị trong lòng nhói đau nhưng mà thật sự bây giờ nếu mà đến với một người đàn ông á chị xuân chưa có chuẩn bị được tinh thần sau khi mà chia tay cái người đàn ông phụ rẫy là anh trung ra một người đàn ông mà trơ trẽn mà là quen nhau bên mỹ mà tới khi về việt nam mà cuối cùng á lòi ra cái bộ mặt thật như vậy thì chỉ hoàn toàn không có lòng tin vào đàn ông một phần nữa là bây giờ trong cái ngữ cảnh này ba thì lại bệnh nặng như vậy Bây giờ trong gia đình có mình chỉ trụ cột thôi Nếu bây giờ chỉ có quen một người đàn ông nào đó mà chỉ có muốn tiến xa vô hôn nhân đi Thứ nhất á, là người ta nghe nói là ba của chị bị bệnh nằm liệt vừa một chỗ mà bệnh nặng vậy là người ta cũng sợ không dám nhào vô hốt cái gia cảnh như vậy đúng không? Cái thứ hai nữa là chị cũng không có được đẹp gái nữa mà năm đó chị cũng xem xem 30 tuổi rồi. Chị cũng nghĩ trong đầu bây giờ đâu phải mình muốn ra ngoài có người yêu hay là tìm một người chấp nhận hoàn cảnh mình là người ta chịu đâu. Không bao giờ có. Nên là lúc đó chị cũng nói với ba, chị nói thôi đi có thể ba cứ nghĩ đơn giản do là con á, giống ba cho nên á, cái số của con á mặt mày con không có được đẹp tướng tá của ngoại hình cũng không có được ok cho nên là thôi ngoại ngoại trừ là con của ba có được cái đầu óc ra thì con không có được cái vẻ ngoài nên là cái chuyện chồng chồng con đối với con nhiều khi nó cũng bạc béo nhưng mà ba cứ yên tâm đi không đến nỗi nào đâu rồi sau này con cũng ráng làm kiếm tiền được nhiều thì chắc chắn cũng có đàn ông người ta bu xung quanh con gái của ba thôi thì chị Xuân chỉ nói như vậy để trấn an và lấy cái niềm vui cho ba mình á, lúc mà ba bệnh nặng quý vị. Thì sau đó là ba của chị qua đời. Và sau khi mà ba chỉ qua đời á, thì một thời gian sau lo hậu sự xong, chị Xuân mới đưa má lên Sài Gòn để mà má ở gần mình để mình tiện bề chăm sóc. Căn nhà ở dưới quê thì vẫn khóa cửa lại, thỉnh thoảng hai má con về quê thăm mộ của ba. Thì sau đó hai mẹ con trên Sài Gòn này sống với nhau rất hạnh phúc và chị Xuân lúc này á thì chị cũng có mua được một căn nhà. Về vẻ ngoài của chị Xuân thì không được đẹp thôi, nhưng mà được một cái là chỉ thông minh quý vị và chỉ có trình độ cho nên là về cái việc mà kiếm tiền đối với chị nó không có phải là khó, cộng thêm là siêng năng cần cù nữa thì chỉ mua được một căn nhà căn nhà ở trên Sài Gòn. Sau đó thì chị với mẹ chị sống rất hạnh phúc. Vài năm sau khi mà ba chị mất xong thì chị Xuân chị cũng có tiến tới những cái mối tình khác, chị cũng có yêu một vài người đàn ông, nhưng mà hầu như không ai phù hợp với chị và sau đó là chia tay thu nhập mỗi tháng của chị xuân thì gọi là ổn định và cái tính của chị thì thật sự mà nói thì tính chị xuân chỉ rất là hiền tính hiền mà lại chỉ còn lại có thêm một cái nữa là chỉ khéo tay hay làm lắm quý vị cho nên á, thật sự mà nói là vẻ ngoài không đẹp nhưng bù lại vừa thông minh vừa hiền mà vừa khéo tay cho nên là chị cũng có được những người con trai xung quanh cũng có tỏ tình là muốn yêu chị muốn thích chị thì trong cái khoảng thời gian mà chị mở lòng ra chỉ tìm biết bao nhiêu tình yêu nhưng chưa có ai có thể tiến tới hôn nhân thì lúc này chị mới đang tìm hiểu với một cái anh mà gọi là cái anh thời điểm đó đó cái anh mà gần gần nhất của chị á là chị đang tìm hiểu cái gì thì chị mới thấy là anh này có vẻ khá là hợp nếu như mà mình với ảnh tiến tới mà lập gia đình á thì cũng có thể có được một tương lai tươi sáng lúc đó thì chị cũng nhìn lại bản thân chị cũng đã là qua 30 tuổi rồi không thể nào chần chừ cho cái chuyện lập gia đình được cộng thêm là tâm nguyện cuối đời của ba chị mà chỉ chưa thực hiện được cho tới ngày hôm nay nên lúc đó đó là trong lòng của chị chị cũng định là thôi, nếu như mà anh này chưa có ngỏ ý muốn cưới chị thì chị cũng sẽ chủ động hỏi ảnh luôn là nếu ảnh đó có muốn tiến xa với chị thì hai đứa lập gia đình luôn là chị sẽ chấp nhận, chị sẽ là chủ động với anh đó luôn quý vị. Nhưng mà ngay trong thời điểm đó vậy ngoài 30 tuổi, má của chị Xuân á mới kêu chị là thôi, còn với má hai mẹ con mình đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ luôn đi. Thứ nhất là má cũng muốn khám, thứ hai á là má cũng muốn là con phải khám Tại vì á là con ba của con có cái bị ung thư dạ dày như vậy thì nhiều khi nó cũng sẽ có cái gen di truyền, nó cũng có cái gen, cho nên là thôi nếu vậy con đi kiểm tra tầm soát rồi đi khám luôn đi. Thì chị Xuân chỉ mới đi quý vị, chỉ mới đi theo má chỉ với bởi vì trong đầu chị cũng nghĩ là bây giờ á công nhận là thiệt sự là cái gen là cái thứ nhất cái thứ hai á là chị cũng định là chị sẽ lập gia đình chị sẽ lập gia đình xong và chị quyết định chị sẽ thả cho có bầu có con luôn thì sẵn tiện bây giờ mình đi khám tổng quát mình khám luôn phụ khoa khám hết tất cả thì mai mốt mình lấy chồng á mình lập gia đình á thì mình sẽ tự tin để mà mình có con cho nên là chị mới nghe theo má chị và hai mẹ con đùm túm đi vô bệnh viện khám tổng quát quý vị thì khi mà vô trong đó thì chị xuân mới khám tầm soát ung thư dạ dày Lúc này thì bác sĩ người ta mới báo cho chị nghe một cái hung tin là chị đã mắc căn bệnh ung thư dạ dày. Lúc này quý vị chị hoàn toàn suy si sụp luôn quý vị. Bởi vì là thỉnh thoảng chị ăn thì chị nó cũng mơ lâu tiêu Rồi xong rồi chị lại ra ngoài nhà thuốc Tây Chị mua mấy cái thuốc uống cho nó tiêu Rồi nó tiêu xong rồi thì chị cũng lướt qua Và chị ăn uống bình thường trở lại Xong rồi lâu lâu nó lại không tiêu Thì chị nghĩ cái đó là bình thường quý vị Nhưng rồi tự nhiên ngày hôm nay vô khám tầm soát Thì bác sĩ báo là chị đã bị ung thư dạ dày thì chỉ giống như là mọi thứ nó suy sụp dưới chân chỉ luôn Bởi vì là bây giờ chỉ đang định là sẽ lập gia đình chỉ đang định là sẽ đến với cái người đàn ông mà chỉ đang tìm hiểu bây giờ Mà tự nhiên mọi thứ nó vỡ hòa trước mặt chỉ quý vị Không dám mơ mộng gì nữa Lúc này chỉ mới chia tay với cái anh người yêu đó Và chỉ tập trung vô chữa căn bệnh ung thư dạ dày của chị Và bây giờ chỉ phải thuốc thang đều đặn để mà có thể chống lại căn bệnh Thì kể từ khi mà chỉ phát hiện ra chỉ bị bệnh dạ dày như vậy xong thì, thì lúc nào trong lòng của chị nó cũng sống trong cái tâm trạng lo âu và sợ hãi bắt đầu là đi làm thì chị không có tập trung cho công việc nhiều quý vị đầu óc của chị nó bị chi phối lúc mà chị mới phát hiện ra bệnh đầu óc chị không tập trung cho công việc cứ sao lãng sao lãng rồi chị cũng ít tiếp xúc với bạn bè mà chỉ bị tâm lý mặc cảm nữa cho nên lúc đó trong lòng của chị chỉ không có nơi nào để tâm sự mẹ của chị nhiều lần hỏi con có buồn gì con có tâm sự gì con nói với mẹ đừng có mà ôm khư khư trong lòng có mẹ bên cạnh mà bây giờ mẹ còn sống mẹ còn bên cạnh thì con tâm sự với mẹ nhưng mà chị xuân chỉ nói nghe mẹ mình nói mình rớt nước mắt nhưng mà mình không dám tâm sự tại vì bây giờ đối với chị chỉ là người duy nhất là chỗ dựa cho má chị mà bây giờ nếu như mà chỉ còn nương náo vào má chị nữa thì như vậy tội cho bà má quá bà má đã lớn tuổi Thành thử ra lúc đó là chị Xuân á, trước mặt mẹ mình lúc nào chị Xuân cũng lạc quan, lúc nào cũng tích cực quý vị và chỉ lúc nào cũng làm cho má yên tâm. Nhưng mà sau lưng á, là vào vào những buổi tối khi mà má đã ngủ á, là chị Xuân sẽ lất lất cầm cuốn sổ nhật ký ra ngồi ghi. Còn không á, là chị sẽ đi lên trên những cái blog. Thì hồi xưa cái lúc thời điểm đó chị Xuân chỉ có tạo một cái blog cá nhân cái lóc đó là lóc riêng tư chỉ chỉ để mà chỉ giải bài tâm sự lên trên đó thì quý vị biết ngày xưa có một cái thời mà người ta rất là thịnh sử dụng blog á thì chị xuân chỉ mới tạo một cái blog cho riêng chỉ ở trên đó và chỉ thường xuyên và chia sẻ và ghi lại những cái khoảnh khắc cô đơn cô độc của chỉ khi mà chỉ phải đối mặt với cái căn bệnh chỉ lên trên đó chỉ thừa nhận là chỉ đảo là chỉ là một người đang bị bệnh và đang phải chiến đấu với căn bệnh chỉ lên trên cái blog đó chỉ tâm sự như vậy quý vị để mà chỉ muốn lan tỏa cái tích cực lên với những cái người mà người ta cũng mắc bệnh giống mình thì uh, những lúc mà bi quan hay những lúc là chỉ cố gắng đấu tranh tích cực thì chỉ đều chia sẻ trên cái blog cá nhân như là một cái trang nhật ký mà gọi là online chia sẻ cho mọi người thì khi mà chỉ lên trên đó chỉ mới uh, bắt đầu uh, viết những cái bài thơ chia sẻ nỗi lòng qua những cái bài thơ trên cái blog đó thì trong đó chỉ có một cái bài thơ chỉ chia sẻ như thế này quý vị cuộc sống giờ đây thật mong manh dẫu biết tương lai cô độc hành đường xa nào có ai chung lối xin chỉ giùm tôi hỏi cao xanh may nhẹ nhàng trôi như tiễn đưa đâu đây văn vẳng tiếng chung chùa nhẹ bước dìu tôi về cửa phật lặng lẽ từ đây chẳng hơn thua thì sau khi mà chị xuân chỉ ghi những cái câu thơ như vậy xong quý vị thì bên dưới có rất nhiều những cái lời comment, những cái lời chia sẻ mà ghi nội dung động viên tinh thần của chị, an ủi chị bên dưới rất là nhiều. Và trong số những cái người mà bình luận chia sẻ đó, đặc biệt là trong đó là đa phần là bạn bè của chị. Bạn bè đó không phải là bạn bè bên ngoài xã hội mà chỉ quen Mà là bạn bè đó là những người bạn mà trung thành Thường hay theo dõi những cái blog mà chỉ đăng mỗi ngày Là những người bạn đó là bạn trên blog quý vị và những cái người bạn đó vô trong đó và chia sẻ động viên an ủi tinh thần của chị. Ờ, trong số những cái người bạn online đó của chị thì có một người, một người mà chị thường xuyên chỉ thấy là cái người đó liên tục là hỏi thăm chị và quan tâm chị rất là nhiều mà lại còn là nói với chị những câu làm chị rất cảm động chẳng hạn như là hỏi chị là bệnh tật của em hôm nay à, sao rồi à, dạo gần đây em đi tái khám lại chưa bác sĩ nói với em sao? em cứ vui lên cuộc sống cứ tích cực lên dù sao ở bên ngoài vẫn có những người luôn giỏi theo em thì khi mà chị xuân chỉ đọc những cái câu của cái anh này anh ghi như vậy á thì chỉ cứ nghĩ là anh này là một cái người bạn đồng hành một cái người mà gọi là luôn bên cạnh động viên tinh thần chị cho nên á là chị luôn á quan tâm tới cái nick của anh này ở trên cái trang blog của chị quý vị thì dần dần á nhờ là viết nhật ký bằng bằng thủ công viết ra sổ cộng thêm á là thường xuyên là chia sẻ những cái online ra ngoài trên cái trang blog này thì từ từ á là cái tinh thần của chị Xuân á nó cũng dần dần nó nguôi ngoai về cái chuyện là mình bị mặc cảm căn bệnh của mình và cái nickname á mà thường xuyên mà chia sẻ động viên tinh thần của chị đó thì cái anh đó bắt đầu á là ảnh cũng nhắn tin riêng cho chị lúc này hai bên tương tác qua lợi riêng á, thì anh này ảnh cũng có nói ảnh là ảnh tinh phàm ảnh tinh phàm và năm đó thì ảnh nói tuổi của ảnh là cái tuổi của ảnh nó cắt với cái tuổi của chị xuân á, là 17 tuổi ảnh hơn chỉ 17 tuổi quý vị năm đó ảnh đã năm mươi mấy tuổi rồi quý vị thì sau những ngày sau đó hai bên trách chích riêng tư và những lúc mà chị xuân liên tục á, mỗi ngày lên trên đó tập tành làm thơ ngày nào cũng vậy chỉ tập tành chỉ làm thơ chỉ viết thơ lên trên đó ai thích thì có thể copy và chia sẻ những cái đoạn thơ mà chỉ uh, viết ra thật sự cuộc sống của chị từ ngày nhờ chỉ dựa vào những cái câu thơ như vậy nó cũng làm cho chị vui hơn và đầu óc của nó cũng chi phối đi bớt quý vị không có suy nghĩ về mặt cảm căng bệnh thì uh, không ngờ uh, cái việc mà soạn thư mà đặt thư chơi chơi ở trên blog cá nhân cuối cùng vậy mà cũng được nhiều người người ta thích và nhiều người nhiều người người ta chia sẻ rồi mọi người người ta đọc rất là nhiều Và người ta cũng khen chị Xuân á, là chị Xuân làm thơ hay Thật ra đó thì lúc đó là chị Xuân trong lòng chỉ đã bớt bi quan về cái việc là mình bị bệnh rồi Cho nên là về sau á, từ từ về sau thì chị Xuân này chỉ sáng tác những cái bài thơ á, Là đa phần toàn là thơ vui vẻ, thơ tràn đầy tình yêu, cuộc sống vân vân Chỉ muốn lan tỏa những cái điều tích cực đến mọi người Cũng như là những người mà luôn giỏi theo căn bệnh của chị á, Thì người ta sẽ có một cái gì đó người ta cảm thấy yên tâm về chị hơn Cho người ta đỡ buồn về chị hơn Thời điểm lúc đó đó thì chị Xuân bên ngoài Cơ thể của chị nó rất là xa xúc Mặc dù ở trên trang blog chỉ thể hiện những cái bài thơ vui uh, vẻ tích cực Tuy nhiên bên ngoài á, thời điểm lúc đó là cơ thể của chị Xuân nó chỉ có 35kg thôi Chỉ cân nặng chỉ có 35kg Gầy gò, ốm yếu, xanh xao Nhưng mà bên trên những cái trang blog thì lúc nào cũng vui tươi, phấn chấn tinh thần Thỉnh thoảng thì cũng có mấy người bạn ở trên blog của chị cũng nói là muốn gặp chị ở ngoài đời À, muốn gặp chị để mà cho chị quà cáp muốn gặp chị để cho chị thuốc bổ chẳng hạn thì có những cái người bạn ở trên blog mà theo dõi blog chỉ lâu năm á thì người ta biết theo dõi cái căn bệnh của chị á, thì người ta cũng thương chị cho nên nhiều người người ta muốn gặp chị ngoài đời để người ta cho cái này cho cái kia cũng như giúp đỡ cái nọ quý vị thì à, chị xuân á chị cảm thấy giống như cái đó là cái sự mặc cảm của mình mặc cảm về hoàn cảnh của mình về bệnh tình của mình cho nên là chị không có muốn ai biết về địa chỉ ngoài đời của chị nhà của chị ở đâu hay là số điện thoại của chị là số mấy chị không có muốn ai liên lạc nói chuyện với chị chị chỉ muốn là trao đổi với nhau qua những cái dòng tin nhắn ở trên blog thôi thì thấm thoát của chị hơn một năm sau thì bây giờ hơn một năm sau trong suốt cái quá trình đó những người còn sót lại vẫn theo dõi chị đó là những cái người cực kỳ yêu thương chị thì trong số đó có một người luôn luôn nhắn tin riêng chị và động viên tinh thần của chị mà chăm sóc giống như là một cái người chồng hay là một cái người anh trai hay là một cái người thân trong gia đình của chị đó là cái anh phàm hay còn gọi là chú phàm của chị lúc đó thì chị xuân chỉ xưng cái chỉ xưng hô với lại cái anh anh phàm này là chú bởi vì là khi mà nói chuyện với nhau biết nhau rồi thì thấy là chú phàm này là hơn chị xuân là tới 17 tuổi nên chị xuân mới xưng là bằng chú thì một năm trong suốt một năm trời cứ xưng hô là bằng chú cháu chú cháu như vậy hơn một năm sau cái gì thì cái chú phạm này mới nói với chị xuân là chú mới vừa ly hôn với vợ xong à, vợ chồng bây giờ sống với nhau nhưng mà không có hạnh phúc mà ráng cố gắng là sống là vì con cái bây giờ con cái thì đều đã dựng vợ gã chồng hết trơn rồi thì bây giờ hai vợ chồng là ly hôn thì bà vợ hiện tại sống với đứa con gái còn ổng thì dọn ra ngoài ở riêng thì lúc này chị xuân mới động viên tinh thần và chia sẻ tâm sự với lại chú phạm quý gì thì trong cái ngày hôm đó đêm hôm đó cái đêm hôm đó hai người chat riêng ở trên blog tâm sự với nhau chia sẻ với nhau á thì chú phạm chỉ động viên tinh thần chú phạm và chú phạm mới hỏi han cái bệnh của chị bây giờ nó như thế nào đâu đó thì hai bên nói chuyện qua lại lúc này chú phạm tự nhiên mới nói với chị xuân vậy thôi bây giờ chú phạm đề nghị chỉ thôi bây giờ đổi cách xưng hô đừng có xưng hô bằng chú cháu mà hãy xưng hô là anh em đi bởi vì là trong suốt mấy năm trời qua đó theo dõi em thật ra mà nói là tôi cũng thương em lắm thương ở đây em đừng có nghĩ là thương hại mà tôi thương em là tôi thương thật lòng tôi thương bằng cái tâm của tôi tại vì thứ nhất là tôi cũng là người rất là thích đọc những cái bằng phần thơ của em một phần là tôi thấy cái nghị lực để mà chống lại bệnh tật của em và cái thứ ba nữa là cái hoàn cảnh của em khi mà tìm hiểu sâu tôi mới biết là em một thân một mình phải gánh vác gia đình phải lo cho mẹ thì tôi rất là thương tôi không quan tâm về ngoại hình tôi cũng không quan tâm về cái căn bệnh của em nếu mà em chấp nhận thì em đổi cách xưng hô với tôi là anh em đừng có suy kêu bằng chú cháu tôi ngại lắm thì lúc này quý vị khi mà trong cái lúc mà chắc chít với nhau vậy thì tự nhiên cái chú phạm này nói là chú phạm đã ly hôn vợ sau khi mà ly hôn xong thì bây giờ tiếng chú phạm đề nghị chị xuân là đổi cách xưng hô có nghĩa là tình yêu của chú phạm đã dành cho chị xuân âm ỉ trong thời gian qua nhưng mà chưa dám tỏ bài bây giờ thì giống như là nó mới dám công khai thì trong cái ngữ cảnh đó gì chị xuân chỉ cũng mũi lòng chứ thật ra là cái chú phạm này đã theo dõi chỉ từ lúc chỉ bắt đầu chơi blog cho tới ngày hôm nay mấy năm trời qua thì chú luôn luôn là quan tâm chỉ như một người nhà cho nên là lúc mà chú Phạm nói là chú Phạm đã chia tay vợ, mọi thứ nó đã rõ ràng thì chị cũng yên tâm. Nên lúc này chị cũng muốn cần một cái chỗ dựa tinh thần, chị mới đồng ý là tiến xa với chú Phạm có nghĩa là hai người là yêu đương với nhau thôi chứ cũng chưa xác định là vợ chồng gì cả. Thì chị Xuân mới đổi qua cách xưng hô là anh em với chú Phạm. Hai người chênh lệch nhau 17 tuổi. Và cái điều tiếp theo quý vị là chú Phạm sau khi mà nhận được cái lời đồng ý của chị Xuân xong chú phạm mới xin chị xuân là thôi nếu vậy thì cho anh cái số điện thoại của em và địa chỉ nhà của em à, biết em bao nhiêu năm nhưng em không bao giờ cho ai địa chỉ và số điện thoại nhưng bây giờ mình đã là người yêu thì em cho tôi xin số điện thoại và địa chỉ nhà của em để tôi tới tôi thăm em tôi thăm mẹ em đó thì sau khi mà chị xuân bây giờ đã chấp nhận lời yêu rồi thì chị xuân cho hết quý vị chỉ cho công khai số điện thoại và địa chỉ nhà cho cái chú phạm này thì sau khi mà cho thông tin xong xuôi rồi á thì chị Xuân mới nói với chú Phạm á bây giờ thì anh tìm em chắc anh phải đi về miền Tây tại vì á, từ ngày mà em lâm bệnh nặng ra đó thì hầu như là em không có đi làm em nghỉ làm bởi vì cơ thể em tiều tụy người em nó suy sụp nên là người em nó gầy guộc lắm cho nên là em cũng không có sức để đi làm thì từ ngày đó em không có thu nhập cho nên là căn nhà Sài Gòn ngày trước em mua đó thì sau đó em cũng bán đi và em lấy tiền đó để chữa bệnh rồi mẹ con em đùm túm về quê sống rồi. Bây giờ nếu mà muốn gặp em thì anh phải về lại miền Tây gặp em. Thì chị Xuân mới cho cái địa chỉ cho chú Phạm này địa chỉ nhà ở dưới miền Tây quý vị. ở dưới quê của chị. Thì khi mà đưa cái địa chỉ ra xong thì chú Phạm mới ngỡ ngàng bởi vì là căn nhà của chị Xuân á cách với căn nhà của chú Phạm á nó cách nhau đâu đó là tầm 200 cây số. Đó, nhà anh cách nhà em 200 km quý vị nha. Thì sau khi mà chị Xuân á, nói cho địa chỉ cho số điện thoại vậy xong Thì trong đầu chị Xuân chỉ nghĩ á nha Thôi kệ đi mình cứ kiểu phó mặt cho, cho cho trời Tới đâu tính tới đó Bây giờ mình cứ, cứ nghĩ đơn giản là bây giờ giống như tìm được một người thân Giống như là mình coi chú như là chú của mình Cũng có thể coi như là anh của mình Và cũng có thể coi giống như là Ba mình phù hộ mình Cho mình có một người đàn ông Người ta sang sẻ với mình Động viên tinh thần mình vậy thôi Đơn giản như là bạn bè tri kỷ gặp nhau thì cho nên là chị cũng không có đặt nặng vô mối quan hệ này, chỉ nghĩ trong đầu á là nếu như chú Phạm mà tìm được chỉ, gặp chỉ rồi chắc chắn chú Phạm sẽ chê bởi vì là chỉ bây giờ có 35 kg thôi quý vị. Ốm nhách ốm nhơm mà gầy guộc xanh sao thì một người đàn ông nhìn như vậy thì dĩ nhiên làm sao có cảm xúc gì mà yêu nổi. Nên chỉ nghĩ trong đầu thôi kệ đi cứ coi như là bạn bè biết đâu gặp xong rồi á là chú Phạm cũng bỏ chạy lấy người không, không dám lấy chỉ đâu. Nhưng mà ai ngờ đâu quý vị, bởi vì cuộc đời này mình phải nói một câu là cái gì nó không có cái duyên cái nợ nhiều khi á, cái duyên cái nợ nó vô lấy nhau mình không có nói được trước quý vị thì tới cái ngày đó chú phàm mới về lại miền tây từ sài gòn chú phàm về miền tây để gặp chỉ thì khi mà về thăm chỉ quý vị thăm chỉ và thăm má chỉ xong á thì tự nhiên á trong cái lần gặp mặt trực tiếp lần đó xong á tự nhiên chị chị xuân nó chỉ có một cái tràn trề một cái gì đó niềm tin với cái chú phàm này bởi vì là cái linh tính cái trực giác của người phụ nữ á chỉ linh tính là cái tình cảm mà chú phàm dành cho chị á nó không phải là cái sự thương hại mà là nó yêu thương thật sự chỉ cảm nhận được điều đó quý vị thì chị xuân chỉ mới kể rằng là sau khi mà gặp nhau lần đầu tiên ảnh xuống dưới quê thăm tôi và mẹ tôi á thì hoàn toàn tôi tin tưởng là ảnh yêu tôi thật lòng ảnh quan tâm tôi từng ly từng tí ảnh là người săn sóc tôi một cách đặc biệt mà xưa giờ chưa có người yêu nào lo cho tôi như vậy Và mà ngay cả cái người mà tin trung ngày xưa đó cái mối tình sâu đậm mà từ mỹ về việt nam á anh đó còn chưa bao giờ mà tỉ mỉ tầng mằng như vậy mà cái chu phàm này lại lo cho chị rất là tỉ mỉ quý vị thì chỉ kể vậy thôi còn tỉ mỉ cái gì cái chuyện đó của người ta mình không biết chỉ kể sao nên mọi người biết vậy thì sau đó chị mới nói là mọi khó khăn lúc đó trong lòng của chị giống như là chú phạm xuất hiện giống như là một cái gọi là một cái động lực cho chị tinh thần để chị cố gắng càng ngày chỉ càng phấn chấn lên để khỏe để ở bên chú bây giờ thì chú phạm về thăm chỉ xong rồi chú phạm mới quay lên sài gòn để đi làm lại và cứ như vậy thì chú phạm cứ đi đi về về sài gòn về miền tây thăm người mình yêu thì mỗi lần mà chú phạm lên sài gòn thì hai người liên lạc qua lại một là liên lạc qua tin nhắn hai là gọi điện nói chuyện ba là có thể là nhắn tin ở trên blog hay là nhắn tin trên messenger yahoo yahoo messenger thì cái thời đó nó hình thịnh hành yahoo với lại blog quý vị thì sau đó thì tới cái ngày hôm đó là ngày valentine cái ngày hôm đó là ngày valentine thì chị xuân chưa biết kể là cái ngày valentine cũng là cái ngày ảnh về miền tây thăm tôi hôm đó ảnh về thì ảnh chính thức ảnh ngỏ lời là ảnh nói là ảnh yêu tôi và ảnh muốn tiến xa lúc đó thì tâm trạng của chị xuân rất là khó tảo gì bởi vì chỉ vừa mừng vừa mừng vừa hạnh phúc nhưng mà vừa lo bởi vì á là bây giờ cái bệnh của mình á nó sẽ làm cho cái tình cảm này không được tiếp diễn bao lâu nữa cái bệnh này mình đâu có biết lúc nào nó chuyển biến xấu hơn tệ hơn rồi lúc đó mình đi rồi thì cái tình cảm từ giờ tới đó không lẽ nào mình chấp nhận là yêu người ta xong rồi yêu chưa được bao lâu thì mình gần đất xa trời thì tội người mình yêu nên là vừa mừng mà vừa lo thì lúc này quý vị má của chị mới khuyên chị má chị xuân nó mới khuyên chị xuân á là thôi kệ đi cuộc sống mà nhiều khi á ở hiền gặp lành bây giờ biết đâu ông trời có đức hiếu sinh cho con có được một người đàn ông là chỗ dựa tinh thần từ đó thì cái tình cả, từ đó thì cái nghị lực của con nó có thể chống lại căn bệnh tốt hơn rồi biết đâu á, cái tuổi thọ con kéo dài được lâu hơn bây giờ á, yêu được bao lâu thì mình tính yêu bấy lâu còn hơn là mấy mốt á mình ra đi mà mình tiếc nuối không thì khi mà nghe lời má chị Xuân nói vậy xong thì chị Xuân cũng chấp nhận cái lời tình cảm của ảnh quý vị và chị Xuân với chú Phạm hai người chính thức yêu nhau và xác định là chuẩn bị để mà làm đăng ký kết hôn đó. Thì trong khoảng thời gian này quý vị tự nhiên trớ trêu, chị Xuân 2 tháng sau lại phát hiện ra mình mắc thêm cái căn bệnh ung thư tử cung. Thì khi mà phát hiện ra mình bị thêm cái căn bệnh đó nữa, chị Xuân mới nói với lại à, chú Phạm là thôi nếu vậy thì anh đi tìm người phụ nữ khác đi. Chứ bây giờ cái mạng sống của em giống như là đèn treo trước gió à, Bây giờ mạng sống của em chưa chắc là đã giữ nổi nữa Chứ làm gì nói tới cái chuyện mà mình yêu đương với nhau Hãy sinh con đẻ cái gì với nhau Thì chú Phạm lúc này mới nói với chị Xuân vậy quý vị Chú Phạm mới nói chỉ là động viên chị mới nói với chị Em cứ yên tâm đi, em cứ điều trị bệnh của em đi Chuyện con cái tôi không có cần Bởi vì là bây giờ anh cũng đã có con Con của anh nó cũng đã lớn Và anh cái tuổi này của anh thiếu điều là có cháu được rồi còn em thì bây giờ thật sự mà nói nếu mà có cầu con thì cũng chỉ là mong là em có được đứa con thôi chứ mà tôi thì tôi không cần con à, Tôi chỉ cần có em thôi Thì khi mà nghe chú Phạm nói vậy chị Xuân nằm trên giường bệnh mà hả nước mắt chảy lòng rồng quý vậy Nghe cái câu chú Phạm nói là tôi chỉ cần có em thôi tôi không cần có con Thì khi mà nghe nói thì nói như vậy nhưng mình càng yêu thì mình lại càng không muốn người mình yêu nó khổ nên là chị cũng không biết làm sao lúc đó chị đứng đứng ở trong cái tình huống nó rất là kẹt quý vị chị rất là khổ tâm bây giờ chỉ trong lòng chị chỉ cũng yêu chú phàm rất nhiều nhưng bây giờ nếu như đăng ký kết hôn rồi là coi như là bản án treo luôn lỡ mà mình có gì rồi thì ảnh sao phải không thì ảnh lại mang tiếng có thêm đời vợ nữa chứ làm sao thì cái đó là nêu mười nói nha quý vị nha chứ mà trong ngữ cảnh đó không ai nói vậy anh nêu mười nói thì uh, sau khi mà chú phàm á khuyên chị má chị cũng khuyên chị thì bây giờ được tới đâu thì hay tới đó. Bây giờ một ngày làm vợ chồng nó cũng ý nghĩa hơn là cả đời chưa được làm vợ chồng phải không? Cho nên là sau đó thì chị Xuân với chú Phạm hai người cũng quyết định là đăng ký kết hôn. Thì vào cái ngày mà đăng ký kết hôn xong á, chú Phạm mới nói chị Xuân vậy, em yên tâm đi, khi nào á mà em xong xuôi tôi lo cho em hậu sự. Nếu mà em sau này á mà em đi rồi, tôi lo em hậu sự xong xuôi. Khi nào mà mồ em yên, mã em đẹp rồi lúc đó tôi sẽ đi có người khác còn bây giờ chưa thì tôi em còn sống sợ sợ thì tôi chưa bao giờ làm tầm bậy với em đâu em yên tâm thì à, lúc này quý vị hoàn toàn là chú phạm nói những cái lời đó là ngoài chị xuân nghe ra thì chú phạm cũng nói với lại mẹ chị xuân nữa là giống như là bác cứ yên tâm đi con không có làm cho em xuân đau khổ thêm đâu thì cái hôm mà bắt đầu á, là đăng ký kết hôn xong thì sắp xếp á, là chị xuân á, phải đi lên trên uh, sài gòn để mạo mổ cái uh, tử cung thì cái lúc đó quý vị chú phạm này nè chú phạm này ở trên sài gòn là người á là sắp xếp tất cả các thứ cho chị để khi mà chị lên Sài Gòn cái là đi vô bệnh viện và mổ. Và rồi chú Phạm cũng là cái người mà đẩy băng ca đưa chị Xuân vào phòng chờ phẫu thuật. Trong miệng của chú Phạm lúc đó cứ an ủi chị Xuân á, động viên á, em yên tâm đi không sao tôi cứ ở ngoài tôi em cứ ở trong em cứ yên tâm, anh ở ngoài anh chờ em. Anh chờ em ra, anh chờ em ra em tỉnh táo em em bình thường, em yên tâm không sao đâu có tôi. Thì khi mà chị Xuân á nhìn thấy cảnh mà chú phạm nắm tay chị mà nước mắt của chị xuân rơi lã tả mà nước mắt của chú phạm cũng rơi rơi lã chả theo luôn quý vị thì để động viên tinh thần chị xuân lúc đó cũng ráng ráng cũng cười cười để cho người mình yêu ở ngoài ảnh yên tâm phải không thì thời điểm đó gì một số những cái người bạn bè cũng như là những cái người quen với lại chị xuân hồi trước đồng nghiệp hồi xưa làm chung đó thì cũng nghĩ rằng là sớm muộn gì thì cái anh cái chú phạm này nè cũng bỏ chị xuân thôi hầu như á là đồng nghiệp hay là những người bạn bè cũ đều nghĩ là chú Phạm á là dạng như là chỉ là thương hại chị xuân thôi rồi tới lúc này chị xuân lòi ra thêm căn bệnh là thế nào chú Phạm cũng chịu không nổi cũng bỏ chị xuân thôi nhưng mà không quý vị kể từ ngày mà mổ cái tử cung xong xuôi và điều trị xạ trị các kiểu xong thì thấm thoát là coi như là sau 3 năm từ một cái người mà gầy gò ốm yếu xanh xao tiều tỵ đúng không 35 kg thôi mà từ từ quý vị nhờ có chú Phạm bên cạnh mà chị Xuân chỉ nói từ từ chỉ dần bình phục và chỉ ổn định hơn tinh thần ổn định hơn tinh thần phấn chấn vui vẻ hơn mà sức khỏe từ từ đó nó cũng kéo lên hơn quý vị thì hàng ngày chị Xuân ở nhà chị cũng không biết làm gì để cho mình khuây khỏa để mình có thể là khỏe hơn chị cũng muốn vận động cho nên là chị mới nói với chú Phạm là chị muốn trồng một ít rau hay là cái gì đó ở trong vườn ở dưới quê của chị thì có phía sau vườn á chị cũng muốn rải miếng dấp cá hay là một ít những cái rau gì đó gọi là mình có thể dễ trồng á để mình trồng mỗi ngày mình có cái để mình đi ra đi vô mình vung bón rồi mình chăm bồi rồi mình tưới cây mình nhìn cái sức sống của cây á từ đó mình cũng có cái nghị lực để mình tiếp tục mình sống À, thân cây yếu ớt mà nó vẫn có nghị lực để vươn lên chẳng lẽ nào mình là cái người lớn cùi cụi như vậy à tay chân mà mạnh khỏe như vậy mà không lẽ nào mình không đấu tranh nổi căn bệnh không thì sau khi mà nghe vợ nói như vậy xong chú phàm mới tức tức tả đó bắt đầu là sắp xếp công việc ở trên sài gòn á về lại dưới quê bắt đầu á là, là mua hạt giống ở trên sài gòn sách về đó cho vợ rồi xong rồi quý vị là dựng lên mấy cái, uh, cái giống như là dựng lên mấy cái máy vòm mà dạng như bằng thanh tre thanh tre thanh tre để mà giống như là rải mớ giống như bầu đồ này kia bí để mà cho nó leo lên trên cái thanh đó đó leo trên những cái rào thanh bằng tre mà của chú dựng lên đó rồi xong rồi sau đó là cũng làm uh, lấy một cái tấm lưới không phủ lên trên cái nóc để cho vợ mình mỗi ngày mà có đi ra đi vô ban ngày nó đỡ nắng thì coi như là chú phàm làm cho vợ có một cái khu giường nhỏ để vợ mỗi ngày có cái vui vẻ từ ngày á mà đã kết hôn với lại chồng xong thì coi như chú Phạm á mọi chi phí tiền bạc thuốc men gì của chị của chị Xuân á là chú Phạm đều chi hết, chú Phạm chi trả hết mọi chi phí thuốc men tiền bạc. Không những vậy á mà mỗi lần về dưới quê thăm vợ là chú Phạm đều gửi tiền cho má vợ để má vợ có tiền mỗi ngày chợ búa cơm nước rồi giống như mua đồ bổ cho vợ ăn. Mỗi lần á mà tới cái đợt mà chị Xuân phải lên Sài Gòn tái khám lại á, lấy thuốc thêm á là những cái lần đó mà nghe tin là ngày mai vợ lên ngày mai ngày mốt gì là tới cái lịch tái khám của vợ đúng không là chú phạm á sẽ đi xe đò về ngày hôm trước đặng để mà về dưới quê ngủ lại một đêm rạng sáng ngày hôm sau là dẫn vợ đi lên sài gòn để đi tái khám lên tái khám xong rồi lại dẫn vợ đi xe đò đưa vợ về tới nhà rồi lại bắt xe từ dưới quê đi lên sài gòn một mình trở lại để qua hôm sau đi làm quý vị thấy thương ghê chưa thiệt sự tìm ở đâu ra một cái mối tình đẹp dữ dữ gì trời thiệt á trên nhau 17 tuổi mà chú phàm thương chỉ cỡ đó đúng gì không cực dễ sợ từ sài gòn về lại dưới quê ngủ một đêm xong qua hôm sau dẫn vợ lên sài gòn đi tái khám đi tái khám xong rồi bắt đầu dìu vợ đi xe đò về lại dưới quê rồi lại từ dưới quê bắt xe đò đi lên một mình lên sài gòn trở lại để đi làm thì nhiều lần á chị xuân cũng nói là anh đừng có làm như vậy chi cho nó cực anh như vậy anh mệt lắm rồi qua, qua sau khi mà anh về anh lên về anh lên anh đi xe đò mấy chặng vậy anh lên anh mệt anh không có sức anh làm nó không có đảm bảo công việc cho anh nhưng mỗi lần nói như vậy thì hầu như là chú Phạm đều gạt ngang quý vị Chú Phạm đều nói là không sao Tại vì phải đưa em về tới nhà như vậy thì em về tận nhà như vậy thì tôi mới yên tâm Và rồi thấm thoát cho tới một cái mùa Valentine nữa lại đến quý vị Thì cái Valentine năm, năm gần nhất đó đó cũng là cái ngày mà chị Xuân đi lên bệnh viện chợ rẫy để mà tái khám định kỳ thì bác sĩ trên đó người ta hẹn tái khám định kỳ Thì lên trên đó tái khám Thì cái sức khỏe bác sĩ người ta báo á, Lúc đó có chú Phạm ở đó luôn Chú Phạm dẫn vợ đi đi á, Thì chưa bác sĩ mới báo với lại chú Phạm và chị Xuân á, Là sức khỏe của chị Xuân bây giờ ngày một tiến triển tốt lên chị xuân có thể là bắt đầu lại đi làm lại sinh hoạt bình thường như là một cái người mạnh khỏe bình thường không sao hết để có thể là kiếm cái đồng lương kiếm đồng tiền để mà có thể uh, tiếp tục duy trì cuộc sống và lo cho cái căn bệnh của mình về sau thì bác sĩ cũng khuyên á, là chị xuân á, nên đi làm tại vì khi mà đi làm rồi chị xuân có môi trường giao tiếp đi tới đi lui đó một phần nó cũng làm cho chị xuân á, không có suy nghĩ nhiều về căn bệnh đầu óc nhẹ nhàng tinh thần nó phấn chấn thì căn bệnh nó cũng từ từ đó nó tiến triển càng ngày càng tốt lên thì uh, sau đó vậy là coi như uh, là chú Phạm uh, là cái người tìm việc cho vợ mình Chú Phạm tìm xong công việc rồi thì đưa rước vợ từ dưới quê lên và cho vợ đi làm Mọi thứ đều có chú Phạm sắp xếp lo cho cuộc đời của chị Xuân hết Kể từ ngày mà chú Phạm xuất hiện là cuộc đời chị Xuân mở lên sang trang khác luôn quý vị Thì uh, trong cái lúc mà chờ xe về lại miền Tây Tức là từ cái lúc mà tái khám ở bệnh viện chợ rẫy xong quay trở về miền Tây đó Thì trên đường á uh, từ bệnh viện ra bến xe miền Tây thì chú Phạm mới nói thôi anh chở em vòng quanh một một phòng Sài Gòn chở em dạo một quanh một phòng Sài Gòn để cho em hóng gió để cho em ngắm nghía đường phố Sài Gòn rồi anh cũng cũng có một cái bất ngờ cho em thì sau đó chú Phạm mới chở chị Xuân đi một vòng Sài Gòn và tấp vô một cái chỗ đó là cái hàng bán bông chú Phạm mới mua cho chị Xuân một cái bông hồng màu đỏ gì và tặng cho chị Xuân một bông hồng duy nhất thì chú Phạm mới tặng bông hồng đó thì chị Xuân đứng ngay chỗ cái cái quầy bông hồng và khóc luôn. Đứng ngay cái vệ đường, cái vệ đường đó người ta bán bông đó là chị Xuân đứng ngay đó và khóc luôn. Và lúc đó thì con bé bán bông nó cũng cảm động chịu không nổi gì tại tại vì khi mà nghe cái chú Phạm nói với chị Xuân những cái lời sau đó thì con bé nó chịu không nổi. Chú Phạm mới nói với chị Xuân cái lúc mà tặng một cái bông hồng cho người mình yêu đứng ngay ngay tại đó đó. Chú Phạm mới nói như vậy, đây là lần đầu tiên mà anh tặng cái bông hoa này cho em. Và anh cũng muốn tặng em một cách thật sự là lãng mạn giản dị Tức là cái sự lãng mạn này nó không có cầu kỳ Nó không có màu mè qua lá hẹ Mà đây là một cái sự lãng mạn giản dị Cũng giống như là tình yêu của anh đến với em Nó cũng giản dị bình giản như vậy thôi Và sau đó vậy là chị Xuân khóc rồng Và con bé bắn bông nó cũng khóc theo luôn Và sau khi mà tặng bông cho chị Xuân một cái bông hồng màu đỏ xong Thì chị Xuân mới được chú Phàm chở đi tới một cái quán nước mía thì chị Xuân mới kể là lúc đó ổng mới chở chị tới một cái quán nước mía gần ngay ngã bảy Lý Thái Tổ Thì tới ngay đó đó, đó là một cái quán nước mía bình dân Nó hoàn toàn không có sô-cô-la, không có nến, không có cái gì lãng mạn cả Mà cũng không có quà tặng ngày 14 tháng 2 nó chỉ có một cái bông bông hồng màu đỏ trên tay và một ly nước mía với lại đậu phộng muối cái đó là nêu mười nói tại vì cái mối tình này nó mặn mà quá cho nên là nước mía nó phải có thêm đậu phộng muối cho nó mặn mặn quý vị cho cái gia vị tình yêu này nó đậm đà cái đó là nêu mười nói nha nhưng mà nếu mà là nguyên văn của chị xuân nói thì chị xuân chỉ nói là tôi chỉ có một bông hồng và một ly nước mía ngọt ngào còn nêu mười là không không có ngọt ngào không mà ở này nó có muối nữa cái tình cảm này nó mặn dữ lắm thì sau đó vậy là coi như là chị Xuân chỉ mới nói là chị hạnh phúc vô cùng đúng không vậy. Một bông hồng và một ly nước mía với đậu phộng muối mà nó rất là hạnh phúc. Thì sau đó thì khi mà hai người ngồi ở trong cái quán nước mía ngay chỗ ngã bảy Lý Thái Tổ xong thì chị Xuân á mới nắm tay chú Phạm và tựa đầu vào vai của chú. Hai người ôn lại những cái kỷ niệm xưa. Mình ôm lại kỷ niệm xưa dưới tán lá me bay mình đã yêu nhau được bốn mùa Valentine cái đó là nêu mười nói luôn tại vì cái đó nó vần quý vị ơi, cái đó được gọi là sổ nho vần. Thì sau đó là coi như là đó à, em tựa đầu vào vai anh thấy không? À, mình ôm lại kỷ niệm dưới tán lá me bay mình yêu nhau được bốn mùa Valentine và bây giờ em nắm chặt bàn tay anh thấy không? À, là bây giờ nó rất là vần với nhau luôn. Thì à, lúc này chị Xuân là người chủ động nói với lại chú Phạm một câu mà chú Phạm rớt nước mắt nhưng mà chị Xuân thì rớt nước miếng Tại vì chị Xuân nói câu này nó hơi phụng về quý vị Là chị Xuân nói là em yêu anh Thì lúc này sau khi mà nói vậy xong Thì chú Phạm rớt nước mắt Và chú Phạm nói lại một câu với chị Xuân như vậy I love you more than I can say Anh yêu em nhiều hơn những gì Anh có thể nói không Là cái đó là nêu mười nói đó Nhưng mà cái nguyên văn của cái chú Phạm là nói đơn giản lắm Anh cũng rất yêu em nhưng mà không Nêu 10 phải nói là I love you modern, I can say Tình yêu này nó lai láng không Nó thênh thang quá Mình không thể nào mô tả trong năm chữ là anh cũng rất yêu em là đủ gì Mà cái câu cái câu này nó Cái câu chuyện tình này nó đẹp quá Mình phải nói cái câu là I love you modern, I can say không Thì bây giờ là sau khi mà cái mối tình nó đến đây Thì quý vị nghĩ hết chưa thì theo nêu mười là nghĩ tới đây là nó happy ending rồi còn gì đâu để nói thì bây giờ là coi như chị xuân quý vị thì cái tình yêu của hai người chị xuân và chú phàm đến với nhau một cách rất là giản dị không phô trương về hình thức cũng không có mà làm những cái lời nói qua mỹ gì với nhau hai người đến với nhau là chú phàm là chỗ dựa tinh thần của chị giống như là ba chỉ mất xong phù hộ chỉ cho co, cho chỉ có được một người đàn ông tử tế yêu thương chỉ thật lòng chỉ 35 kg xuất hiện trong mắt ảnh mà ảnh không bao giờ chê một người đàn bà 35 kg À, thân hình gầy guộc sau khi mà xạ trị và điều trị bệnh mà ảnh không bao giờ chê quý vị thấy ông ngôn tình chưa bởi nhiều khi mình nói à, làm gì ở ngoài đời mà có phim ngôn tình hào là không quý vị lâu lâu ngoài đời cũng có những cái ngôn tình dữ lắm quý vị nha chẳng qua là mình chưa thấy mình chưa biết thôi còn hôm nay đâu mời nghe chị xuân nói là nêu mười tin nè đó đây 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 là một cái mối tình ngôn tình thiệt nè thì á, à, rõ ràng là cái chú phàm này giống như là ở đâu á, cứu nhân độ thế mà thôi bây giờ độ thế làm chi độ mình em là được rồi phải không một cái mối tình mà nó đến với nhau ngay từ đầu nó đã xuất phát là không có lợi dụng ở đó nó không có cái sự thực dụng nó không có cái sự vụ lợi thì chắc chắn cái tình yêu đó nó sẽ vững bền à, em em nói quý vị rồi cái gì cũng vậy tình yêu mình đến nhau mình xuất phát điểm là cái gì là kết thúc là nó gì cái đó thì bây giờ nếu mà mình xuất phát điểm là mình yêu người ta mình không ngu cầu bất cứ cái gì thì làm sao nó có cái chữ kết thúc về sau đúng không chỉ khi nào mà mình đến người ta mình vì ở hà tại vì thằng này nó giàu quá tôi lấy thằng này để tôi khá lên à, thằng này thằng này nó đại gia thằng này nó dạng như ga lăng đẹp trai tôi lấy nó để mà ví dụ như tôi lấy le với mấy nhỏ bạn tôi thì mình đến là vì cái mã hay là mình đến là vì cái tiền trong túi của thằng đó thì khi mà chia tay á, là cũng khi thằng đó nó hết tiền hoặc khi là tiền trong túi đó nó vơi dần 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 ra là tình cảm của mình nó cũng rải rác vơi vơi vơi, vơi, vơi dần dần ra luôn đúng không là tình tiền của nó rải mạ là tình của mình nó nó cũng rải thành nấm mồ luôn thì cái đó là nó đến vì cái gì thì nó chia tay vì cái đó thôi Còn cái tình yêu của hai người này nó đến là nó xác định ngay từ đầu Là yêu là yêu không phải là vì thể xác hay là vì giống như là vì em cho tôi được gì Mà nó đơn giản là yêu là vì yêu thôi đó Cho nên nhiều khi có mấy người hỏi hồi xưa nếu mời có thằng bồ Nếu mời tâm sự quý vị ngang chơi cho vui nha quý vị Nãy giờ chuyện này nó cũng hơi buồn nếu mời kể cho quý vị ngang Hồi xưa nếu mời có thằng bồ à, thằng bồ nêu Mười nó lị tình lắm nó, nó yêu nêu Mười kinh khủng nêu Mười nó thiệt hồi xưa cái cái anh cái anh bồ đó anh yêu nêu Mười dữ dội lắm yêu à, yêu bi lị luôn gọi là yêu bi lị mà gọi là yêu cuồng ghen nhưng mà chỉ có điều là không có chơi mà thượng ngắn tay hạ ngắn chân thôi tại nêu Mười có võ tay kinh đô ơi không không dám không dám À, thì cho nên là lúc này là ổng không dám thượng cắn tay hạ cắn chân đâu à nha nếu mà có vỏ đại đen à nhưng mà ổng á là ổng kiểu như là dạng như là yêu lị giống như là à, thấy mà thấy nêu mười nói chuyện với thằng trai nào cũng ghen rồi trách hờn rồi mai mốt em uh, bớt nói chuyện với thằng trai lại em bớt cười à, thằng thằng bộ nêu mười nói chuyện vô duyên quá vậy nêu mười cười nó nói nha, em đừng có cười em cười rất là đẹp em cười rất là xinh em cười ra nhiều con trai nó rụng rúng em đừng có cười mà không lẽ nêu mời đi ra ngoài đường nêu mời không cười quý vị giống như là ai ăn của nêu mời hay gì nêu mời không cười quý vị khổ tâm chưa quý vị thì hồi xưa nêu mời có một bộ nó vậy đó quý vị nó bất nhân vậy nó không cho nêu mời cười mà em chỉ được cười khi em ở bên anh đúng không mà bên nó thì nêu mời cười không nổi tại vì bên nó nó là nó, bên nó tối ngày bên bồ tối ngàn bồ nó kiếm chuyện hoài rồi cười không nổi bên nó thì mình cười không nổi mà nó ép mình là bên anh ấy, thì em phải cười còn em bên người ta thì em đừng có cười mà bây giờ bên người ta thì nêu mời vui mà nó không cho nêu mời cười quý vị coi đại nghịch bất đạo không chịu đời nổi không cho nên là sau đó nêu mời mới chia tay nó thấy không nhưng mà hồi xưa nêu mời cũng có cái anh bồ yêu nêu mời dữ lắm thật ra ngoài cái chuyện mà ảnh đọc đoán ảnh ghen tuông như vậy ra đó thì bù lại là ảnh thương nêu mời thật lòng cái gì nếu mời nói quý vị nghe hồi xưa là ảnh yêu nêu mời nha là lúc đó nêu mời nói thiệt quý vị nêu mời đang là sinh viên sinh viên đi làm thì mình phải có cái quá trình mình đi thực tập đúng không để mình lấy cái bằng đại học thì khi mà đi thực tập nêu mười mới trước khi đi mà chuẩn bị đi thực tập á nêu mười á mới nói với ảnh á là nêu mười chuẩn bị đi thực tập cần phải có một cái đôi đôi dài búp bê đôi dài lịch sự đôi đôi hại búp bê sẹp sẹp để mà mình mang mình chạy tới chạy lui mình đi làm á cho nó tiện nó dễ di chuyển mà nó lại lịch sự nữa mà lúc đó nêu mười sinh viên nêu mười đâu có tiền quý vị thiệt sự gia đình ba má nêu mười không đến nỗi khổ nhưng mà vì là ba má nêu mười á là quản thúc chi tiêu có nghĩa là không có cho con mình xài tiền mà thoải mái nó sẽ sinh ra là nó hư không nó lấy tiền nó nó chơi bời nó không lo học cho nên là ba má nêu mười xài tiền là có khuôn khổ cho nên là mỗi tháng là chu cấp tiền là có khuôn khổ thì à, lúc đó nêu mười đó muốn mua đôi dạy vậy mà không dám xin tiền ba má mà bây giờ thì mình đâu có làm ra tiền đâu mà mình có tiền mà bây giờ mỗi tháng ba má cho tiền thì chỉ chỉ có đủ tiền học tiền sách tiền dở thôi chứ đâu có đủ tiền để mình mua sắm shopping binh thì nêu mời mới nói với cái anh bồ hồi xưa nêu mời á hồi xưa tới giờ nêu mời chưa bao giờ xin tiền của trai nhưng mà đó là lần đầu tiên nêu mời nói với bồ nêu Mười nêu mời nói à, em cần đôi dài nhưng mà em không có tiền thì nêu Mười chỉ than thôi chứ nêu Mười không có xin nha thì tự nhiên ảnh nghe vậy quý vị là lúc đó ảnh là mới ra trường ảnh còn đang đi xin việc làm và công việc của ảnh còn đang bấp bên lắm lương ba cọc ba đồng à ảnh cũng vậy đàn ông con trai thì phải cà phê thuốc lá rồi đúng không thì thiệt sự là lương ba cọc ba đồng đó không đủ tiền xăng xe cà phê thuốc lá nữa vậy mà ảnh phải đi mượn tiền người ta để mà ảnh mua đôi giày cho nêu mười quý vị không quý vị thấy tội nghiệp cho ảnh mua đôi giày cho nêu 10 Ảnh vợ chở nêu mười vô cửa hàng hồng thạnh mua cho nêu 10 đôi hài búp bê cái đó không nêu mười kể thiệt à cái này chuyện thiệt à vô à, đó mà hồi xưa cái thời điểm lúc đó là cái cái, cái hiệu giày hồng thạnh là hiệu giày nổi tiếng nha thời đó là hiệu giày hồng thạnh là hiệu giày da thật nổi tiếng người ở bên việt kiều nước ngoài về cũng vô hồng thạnh mua vậy mà ảnh chở nêu mười vô hồng thạnh mua cho đôi nêu mười một đôi dài cho nó chắc cho nó bền để mà nêu mười mang cho nó êm chân quý vị thấy thương chưa là đúng nghĩa là cái câu mà hồi xưa mà ông bà người ta nói là mình nên lấy một cái người chồng mà người ta có 10 đồng người ta cho mình hết chín đồng rưỡi rồi có khi người ta cho mình luôn 10 đồng nữa quý vị là mình nên lấy cái người chồng đó chứ mình đừng nên lấy người chồng mà nó có 10 đồng nó cho mình có 1 đồng thôi chín đồng lại nó để nó ăn à, còn không là nó để nuôi bồ phải không là vậy là không được quý vị nha thì à, sau đó nếu mười chia tay là tại vì là cái anh đó anh đặt ảnh à, kiểu như ghen quá vậy cũng sống vậy cũng không hạnh phúc đâu quý vị thiệt mình phải nhận định yêu là yêu người ta hy sinh về mình thì mình cảm kích đó mình cảm thấy biết ơn đó nhưng mà cái nào nó ra cái đó chứ mà cái một người đàn ông mà cuồng ghen quá về lâu về dài sống nhau mình cũng mệt mỏi lắm quý vị cũng lên bờ xuống ruộng lắm nha có đai đen, có đai đen. Chứ mà không lẽ hở ra vợ chồng tối ngày đi đánh lộn đúng không? Đâu được. Thì thành ra là sau đó Nêu Mười cũng chia tay quý vị ơi. Nhưng mà thể mà sau này mỗi lần mà ai mà nhắc tới Nêu Mười là hồi xưa giờ có mối tình nào mà khắc cốt ghi tâm. Thì Nêu Mười sẽ nhớ uh, cái mối tình đó quý vị. Tại vì người ta làm gì với mình thì mình biết ơn mình để trong lòng cái đó. Thiệt, cái tính Nêu Mười là như vậy. À, chứ không phải là chia tay bồ xong mình kể xấu bồ. Nêu Mười không có vụ đó nha. Người ta tốt cái gì là mình phải... Uh, tiên dương là người ta tốt với mình cái đó mình phải thừa nhận là người ta đã từng tốt với mình người ta phải từng tốt với mình thì mình mới yêu người ta chứ nếu như mà người ta là người tệ với mình từ đầu cuối mình yêu người ta vậy mình thành là cái người bị bị bệnh nữa mình bị thần kinh người ta tệ mình từ đầu cuối tự nhiên sao mình yêu đúng không cho nên có nhiều người nếu mời thấy nha hồi lúc yêu thì đăng hình show hình khoe dữ lắm khen khen dữ lắm tới chừng chia tay cũng chửi người ta chỉ trích người ta lên bờ xuống ruộng luôn trời ơi thằng nó này, này thằng này nó tệ tôi từ đầu cuối nó toàn tồi tệ tôi mà hễ mà mình nêu mời nghe câu đó nêu mời muốn hỏi dễ sợ ủa nếu từ đầu cuối nó tệ với bà không sao tự nhiên bà chịu yêu nó bà chịu yêu ở với nó bà chịu đi đường dài với nó đúng không rồi chịu hy sinh gì đó. rõ ràng là trong mối quan hệ mình cũng phải được một cái lợi gì đó cái lợi ở đây nó có thể không vì vật chất mà nó có thể là cái lợi về tinh thần có thể là trong thời gian mình đến với người đó người đó có thể là có những lúc người đó làm cho mình khổ lắm nhưng có những giây phút người đó cũng làm cho mình có được cái gia vị hạnh phúc đúng không mình phải thừa nhận như vậy cho nên mình đâu thể nào mà chia tay bộ mình kể xấu người ta từ a đến z từ a tới á đâu đúng không mà cái nào ra cái đó nêu mười vậy bởi nên là cái anh này nè cái anh bồ này của nêu mười này ảnh từng đối xử tốt là nêu mười nói tốt ảnh thật sự ảnh rất tốt với nêu mười cho nên nhiều khi á lâu lâu thỉnh thoảng á mình nhớ về dĩ dãn dơ dái dễ gì mà dấu diếm của nêu mười á là nêu mười cũng cảm thấy là nhớ nhớ thương thương cái anh đó tại vì thấy cũng tội nghiệp ổng không hồi xưa ổng hy sinh vì mình mười đồng ổng cho mình hết chín năm rưỡi rồi thì thưa quý vị là tâm sự đời cô lị của nô mời cô lị nha giống phải cô lụ giống vậy nha thì tâm sự của cái câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc nếu quý vị thấy câu chuyện cuộc tình của cái chị Xuân và chú Phạm này nó đẹp, nó ý nghĩa và nó lan tỏa cái tinh thần, cái giá trị tình yêu tích cực. Và dạ, cũng như là quý vị cảm thấy là Cái câu chuyện mà Nêu Mời kể Nó thật là vui về cái tâm sự đời cô Lị Của Nêu Mời được cô Lị không phải cô Lũ nha quý vị Thì nếu nếu mà quý vị thấy nó vui Và nó hay Thì quý vị hãy nhấn like, share và có thể là comment Nếu quý vị ngại share thì quý vị có thể là like, comment ủng hộ Nêu Mời Và nếu như mà anh chị nào mà yêu thương Nêu Mời hơn thì xin hãy khách lệ tinh thần nêu mời bằng những ly cà phê online hay không là bằng bằng qua donut quý vị nha thì thú vị là đến đây thì cái video hôm nay xin được phép khép lại cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp